Bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi hành hạ đến chết, cơ thể không được nguyên vẹn. Ngày 2 tháng 1 vừa qua, chương trình Unanswered Questions lên sóng và công bố nhiều chi tiết liên quan đến cái chết của Jung In và những gì đứa trẻ phải chịu đựng trong suốt 10 tháng sống dưới đòn roi và sự ghẻ lạnh của bố mẹ nuôi. Một lần nữa, vụ việc lại làm dấy lên sự phẫn nộ tột độ trong dư luận. Cả nước Hàn chấn động. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, Hàn Quốc đã chấn động trước cái chết của bé Jung In, 16 tháng tuổi, sống ở quận Yangcheon, Seoul, được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng Jang và An. Những tưởng khi về sống với gia đình mới, cuộc đời đứa trẻ sẽ khởi sắc, nhưng không, đó chính là khởi đầu của 10 tháng đau thương, để rồi kết cục là tính mạng của em bị tước đoạt. Theo đó, cô bé đã chết sau khi được nhận nuôi lúc 7 tháng tuổi vì bị cha mẹ nuôi bạo hành. Bé gái 16 tháng tuổi đã không được đưa đi khám đúng cách sau 3 lần cặp cha mẹ bị tố cáo nghi ngờ lạm dụng trẻ em. Cha mẹ nuôi của Jung In ngoài mặt thể hiện sự yêu thương Jung In làm việc trong các tổ chức liên quan đến nhận con nuôi, tham gia các buổi họp mặt gia đình nhận con nuôi. Đặc biệt, người mẹ đã xuất hiện trên EBS Any Ordinary Family vào năm ngoái và tích cực khuyến khích việc nhận con nuôi. Bố nuôi An còn nói trong chương trình rằng, tôi muốn cho thế giới thấy được rằng không chỉ có người nổi tiếng, mà những người như chúng tôi cũng có thể nhận nuôi các em bé tội nghiệp. Việc nhận nuôi không có gì phải xấu hổ mà ngược lại, nó còn rất đáng được ăn mừng. Nhưng cha mẹ nuôi của Jung In đã liên tục bạo hành cô bé trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng cô bé đã qua đời vào tháng 10 năm ngoái. Ngay trước khi qua đời, Jung In, người được đưa đến bệnh viện với những vết bầm tím khắp cơ thể gầy gò. Ngoài ra, các cơ quan nội tạng bị vỡ và xuất huyết nặng, hộp sọ cũng không còn lành lặn. Theo kết quả xác nhận từ giáo viên nhà trẻ, SBS cho hay bé Jung In đã cho thấy triệu chứng bất thường vào thời điểm này. Giáo viên tại nhà trẻ đã kéo áo của Jung In xem để liệu có gì kỳ lạ hay không và đã rất sốc khi nhìn thấy chiếc bụng lồi lõm của cô bé. Mặc dù tất cả các nội tạng đều bị tổn thương, nhưng Jung In vẫn không khóc. Chỉ có hình ảnh gục ngã không có sức lực vì trạng thái hoảng sợ lẫn vô cảm. Trước khi qua đời, cô bé không chịu ăn, có lẽ là cũng không ăn được nên chỉ uống một ngụm sữa. Sau đó, Jung In ngồi ở góc nhà trẻ và ngồi một mình ở đó rất lâu. Cô bé không khóc và cũng không làm gì cả. Khi kết quả điều tra xác định mẹ nuôi Jang đã bạo hành con gái nuôi được công bố, người dân Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ. Sau cái chết của bé Jung In, nghi do bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành dã man, Jang và An đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định họ không hề liên quan đến cái chết của con gái nuôi. Trong khi đó, cảnh sát điều tra được rằng Jang đã quay hơn 800 clip ghi lại cảnh ả ta bạo hành con gái nuôi về mặt tinh thần lẫn thể chất. Cảnh sát còn công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé là do vùng bụng bị tổn thương bởi ngoại lực. Trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, người dân Hàn Quốc đã thay phiên nhau ký vào bản kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng trừng phạt vợ chồng Jang và An vì hành vi bạo hành trẻ em và cố ý giết người. Ngoài ra, thời điểm đó, dân mạng còn lan truyền những bức ảnh trước và sau khi được nhận nuôi của bé Jung In cho thấy sự khác biệt ngoại hình rất lớn. Hình ảnh cuối đời thân tàn ma dại của đứa trẻ khiến người ta không khỏi xót xa. Chi tiết vụ việc bị phanh phui. Ngày 2 tháng 1 vừa qua, chương trình Unanswered Questions lên sóng và công bố nhiều chi tiết liên quan đến cái chết của Jung In và những gì đứa trẻ phải chịu đựng trong suốt 10 tháng sống dưới đòn roi và sự ghẻ lạnh của bố mẹ nuôi. Một lần nữa, vụ việc lại làm dấy lên sự phẫn nộ tột độ trong dư luận. Chương trình tiết lộ nguyên nhân cái chết của bé Jung In cụ thể là do tuyến tụy bị vỡ. Trước đó, Jang khai rằng ả ta đã vô tình làm con ngã xuống đất, khiến đứa trẻ bị tổn thương vùng bụng. Nhưng theo chuyên gia góp mặt trong Unanswered Questions, hành động ấy không thể gây ra vết thương nghiêm trọng và đoạt mạng đứa trẻ như thế được, mà nhiều khả năng tuyến tụy bị vỡ là do bé Jung In phải gánh chịu đòn roi trong một thời gian dài. Chương trình Unanswered Questions còn công bố đoạn clip ghi lại hình ảnh bé Jung In tại nhà trẻ một ngày trước khi em qua đời. Theo đó, cô bảo mẫu đã tiến đến để mặc quần áo cho bé Jung In rồi ngỡ ngàng trước vùng bụng có phần lồi lõm của đứa trẻ. Mặc dù cơ thể chi chít những vết bầm, nhưng đứa trẻ không hề quấy khóc. Ngày hôm đó, bé Jung In không chịu ăn, thay vào đó đứa trẻ chỉ ngồi ủ rũ một góc, như thể không còn chút sức lực nào để dãy giụa nữa. Viện trưởng Viện Trẻ Vị Thành Niên và Trẻ Sơ Sinh Pi Jing Won nói, về mặt y học, cô bé đang trong tình trạng vô cảm. Vì bị tước đoạt cảm xúc nghiêm trọng nên khi cô bé trở nên thực sự vô cảm, nên cô bé đã thể hiện hành vi như vậy. Nói cách khác, cảm xúc của bé Jung In gần như đã chết. Các chuyên gia y tế giải thích rằng đây chính là tình trạng cảm xúc tồi tệ nhất mà hầu như không xuất hiện ở trẻ em mới 16 tháng tuổi. Hiện tại, vợ chồng Jang và A đã bị cảnh sát bắt giữ.
Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng những gì mà chương trình Unanswered Questions đưa ra đã khiến dư luận Hàn Quốc đang cực kỳ căm phẫn, thậm chí còn thổi bùng lên phong trào Jung In-ah xin lỗi em trên mạng xã hội. Người dân xứ sở Kim Chi cầu mong kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng để không phải có thêm một bé Jung In thứ hai nào nữa. Nhiều người đang cực kỳ phẫn nộ yêu cầu tòa án xử phạt cha mẹ nuôi vì đã khiến Jung In chết một cách nghiêm khắc, đồng thời nhấn mạnh rằng phải tăng khung hình phạt để ngăn chặn một Jung In khác xuất hiện.